đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Hãy sẵn sàng với những món ăn ngon, những buổi giao lưu, những cuộc trò chuyện và hy vọng là sẽ có những bất ngờ thú vị dành tặng cho khách mời nghệ sĩ, đặc biệt khi gặp gỡ hai người fan hâm mộ rất là ngưỡng mộ với tài năng của chính họ. Sau đây xin mời quý vị chào đón ca sĩ diễn viên Jin Tuấn Kiệt. Jin. Dạ. Rồi. Cái gì vậy? Vô nhà anh mà cái gì mà trước sau rồi thùng xốp. Làm cái gì vậy? Em nghe nói nhà anh nhiều đồ ăn đó, em tính đĩa cái tủ lạnh đó, em tính hốt về mớ. Wow, như vậy là ngày hôm nay em quyết tâm đến đây để gom đồ ăn đem về nhà. Dạ đúng rồi. Khoan, để em cho em chào khán giả chút xíu, nãy giờ mình vô mình vậy là bất lịch sự quá. Đúng rồi, lúc nhà chào. Đầu tiên xin cho phép Jin Kiệt gửi lời chào đến tất cả vị khán giả đang xem chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chào mấy cái kiểu mà trước sau như một gì cái kỳ lắm. Dạ. Mở ra chào là cho nó đẹp nè. Trời ơi, không nói trước thiếu đồ ăn gì, đói bụng thì anh cứ nói qua cho luôn đó. Nhà anh đầy bao nhiêu đâu, cần gì má cái này. Cuộc đời em, nãy em mới nói cuộc đời em nó khổ sở lắm rồi. Đúng em hay đi ăn trực vậy. Thì hôm nay sẽ có hai món ăn để phục vụ cho Jin Tuấn Kiệt. Hãy thưởng thức trọn vẹn hai món ăn đó. Hai món ăn nhưng mà kiểu là chương trình mình là mình ăn bị phạt. Không để phạt, ăn phạt cái gì đâu, không có phạt gì chứ. Là tận hưởng cái món ăn, tận hưởng rồi. Okay, đây chỉ có nhìn và hưởng. Ok, nhìn và hưởng rồi. Okay. Thôi. Mà nhiều lúc mà ăn hợp khẩu vị với mình thì mình ngon, mình no bụng dễ. Ok. Còn thì không hợp khẩu vị thì là... mình bây giờ hãy cùng nhau khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao cùng với Jin Tuấn Kiệt. Hãy di chuyển đến khu vực tủ lạnh đằng này, tha hồ mà gom đồ về nhà. Ok anh. Hey. Lát lấy rõ mới gom cho. Lát gom xếp quỳ cho. Hầm hầm, đây chính là mục tiêu sống của Jin Tuấn Kiệt ngày hôm nay. Một chiếc tủ lạnh mà chắc chắn bên trong đầy đồ ăn. Hy vọng là có những món bạn thích. Và hãy cẩn thận với những món bạn không thích hoặc dị ứng nha. Nhưng mà trước khi mà mở tủ lạnh ra, chúng ta phải chào đón hai bạn fan hâm mộ rất đáng yêu và dễ thương đến đây để chinh phục khẩu vị của Jin Tuấn Kiệt. Và đó chính là Quỳnh Nguyễn và Hồng Ngọc. Xin mời. Ta-ta. Chào mấy bạn. Trời ơi, xinh xắn quá đi mất. Không ngờ là fan hâm mộ của Jin Tuấn Kiệt. Bạn nào cũng xinh hết. Trời ơi, mình không có fan hâm mộ, mình buồn. Anh cũng em có cũng mà. Em cũng thích anh. Đó. Ủa vậy hả? Nhưng mà chắc không bằng anh Jin đâu ha. Dĩ nhiên. Dạ. Ây da, chưa gì mới đầu chương trình bị đâm trong cái rồi. Chào Quỳnh Nguyễn. Chào Hồng Ngọc. Dạ, em chào. Hai bạn có thể giới thiệu về nghề nghiệp của mình nè, rồi tình cảm của mình như thế nào dành cho Jin Tuấn Kiệt được không ạ? Em xin tự giới thiệu, em là Quỳnh Nguyễn. Uh-huh. Em là kinh doanh tự do. Uh-huh. Em biết tới anh Jin là qua bộ phim Gia Đình Là Số 1. Em rất là thích vai diễn đó của anh. Cảm ơn em. Anh là anh mận đó đúng không? Dạ đúng rồi. Mà anh hay ba gai lắm. Nhìn ba gai khó chịu nhưng mà em thích. Kiểu đó. Đó, mấy người thư sinh hiền lành, phúc hậu như anh đâu ai thích đâu không? Đời nó vậy anh. Còn Hồng Ngọc thì sao nào? Dạ, em tên là Hồng Ngọc. Và hiện nay em đang là sinh viên năm 3 của trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh. Em rất là hay theo dõi những cái bản cover của anh ở trên YouTube và em rất là thích cái giọng hát của anh. Cảm ơn các bạn đã đến với Khẩu Vị Ngôi Sao và bây giờ hãy khám phá khẩu vị của Jin Tuấn Kiệt với chiếc tủ lạnh này. Xin mời. Ba ba, đó, nhiều đồ ăn chưa? Nhiều màu sắc chưa? Sặc sỡ chưa? Jin, trong đây có nhiều món ăn mà em thích và hợp khẩu vị hay không? Dạ, có. Có đúng không? Như vậy có món nào bạn không hợp khẩu vị khiến cho mình bị dị ứng hay không? Dạ có, không hợp khẩu vị. Mà ăn vô bị dị ứng luôn hả? Không tới nỗi dị ứng thôi nhưng mà em sẽ kiểu oh my god, oh yeah. Ừ, giật. Rồi, sẽ có những phản ứng hóa học với những món đó. Mình giữ bí mật nha để chờ xem là các fan, các bạn gái có đoán ra được hay không. Rồi, đóng tụi lại nào, bye bye. Em có thể nói cụ thể hơn là em thích vị gì và em không thích vị gì không? Giữa chua cay mặn ngọt, đắng cay ngọt bùi. Em thích cái kiểu hương vị nó giống như là một cái tình yêu mới lớn vậy anh. Nó có chút chua chát nè. Oh yeah. Chút ngọt ngọt mà cũng có một chút cay đắng. Oh yeah. Nghĩa là tình yêu đầu tiên thì chắc chắn là đâu phải ai mà cũng có thể mà từ cái tình yêu đầu tiên nó tiến tới hôn nhân rồi đúng không? Mình có thể là người đầu đó cũng là cái người mình nhớ hoài mà không được đi chung với nhau tới hết đoạn đường đúng không? Thì nó ngọt bùi, nó cay đắng, nó chua chát lắm anh.
tính ra là đủ vị đó anh. Đúng rồi đó. Đây là món khẩu vị khó đoán nhất từ trước giờ của khẩu vị ngôi sao. Thật ra cũng không có phức tạp gì lắm đâu anh. Em là người rất là dễ tính, nghĩa là có thể nó hơi lạc một chút xíu cũng được, nhưng mà phải có tấm lòng. Em cảm nhận được tấm lòng ở trong đó luôn. Okay. Đúng rồi, tấm lòng. Nè, anh biết món gì rồi? Lẩu cá kèo. Em đâu biết ăn món đó đâu. Nhưng mà quan trọng cái món đó, nó vừa có bộ lòng của con cá. Nó có vị chua chua của nước lẩu, nó cái đắng đắng của cái ruột con cá, nó có ngọt ngọt của thịt cá. Như vậy là đúng, cái món sẽ phù hợp. Đó là cái gợi ý của anh thôi. Nhưng mà chắc chắn sẽ có những phần thử thách dành cho cả hai bạn Hồng Ngọc và Quỳnh Nguyễn. Đó chính là những phần chơi mà chúng ta làm sao kiếm về nguyên liệu chính và nguyên liệu phụ của món ăn mình. Nào, xin mời các bạn. Anh kêu có nhạc để em làm nhạc tiên nghe em. Xin chào đón quý vị đến với một dàn bếp rất là đẹp mắt dành cho cả hai bạn ở hai phần sân khác nhau. Đầu tiên sẽ là đoán xem với những dữ liệu mà chúng tôi đã cung cấp cho các bạn bởi những thông tin qua chiếc tủ lạnh, qua lời chia sẻ của Dinh Tuấn Kiệt, anh ấy sẽ hợp khẩu vị với những món ăn nào. Đề bài đang nằm ở phía sau lưng của Hoàng Rapper. Hãy đến với khu bách hóa tổng hợp này. Các bạn lựa về đây trong vòng 60 giây 5 món mà đoán rằng 5 món đó Jin Tuấn Kiệt sẽ thích ăn. Sẵn sàng nha. Chuẩn bị nè. Chuẩn bị nha Jin. Ok. Đếm đi. 3 2 1 bắt đầu. Hết giờ. Rất tốt. Mình kiểm tra bên khu vực gần Jin đi. Là khu vực của bạn Hồng Ngọc. Rồi, với 5 món này, Jin Tuấn Kiệt, hãy cho chúng tôi biết được số thức ăn mà bạn thích và hợp khẩu vị nhất. Mấy trên 5 nè? 3 trên 5. 3 trên 5 món. Đó là món gì nào? Bột chiên. Rồi, món gì nữa nào? Dạ sushi. À, cơm cuộn sushi. Dạ, em thích ăn món Nhật. Món Nhật hả? Dạ. Nhà em ngổ. Cuộc đời em, nãy em mới nói cuộc đời em nó khổ sở lắm rồi. Đúng rồi. Em hay đi ăn trực vậy á. Em tại cũng ăn món Nhật không mà. Đúng rồi. Ừ, được. Dạ. Rồi món nào nữa? Với lại thịt bò. Bò sống nhăn vậy đúng không? Dạ không, bò phải chế biến chứ. Chế biến à. Thành beef steak nè. Yeah. Dạ đó. Như vậy là có 3 món. Rau củ quả, trái cây em không thích à? Dạ có chứ, nhưng mà em không thích những trái này. À, không thích những trái này, hỏi xui quá. Như vậy là 3 trên 5 cũng là một thành tích khá tốt. Chúc mừng Hồng Ngọc. Qua đây nào, qua đây nào. Kiểm tra kết quả của bạn Quỳnh Nguyễn. Thấy em có vẻ hơi hoang mang. Rồi, bây giờ trong 5 món này, Jin Tuấn Kiệt, hãy xác nhận cho tôi biết được rằng là bạn thích ăn bao nhiêu món. À mà quên nữa, hồi nãy chia sẻ bên kia thì bạn Quỳnh cũng đã nghe được rồi là Jin Tuấn Kiệt về riêng trái cây cũng có thích, nhưng mà bên kia có một số cái bạn không thích mà. Anh có thích ớt chuông không? À, không. Tiếp theo những món ăn trong những món ăn dân dã thì ngoài bột chiên ra thì em rất là thích ăn phở. Đây, vậy là phở nè, một món. Món gì nữa nè, món này thích không? Có, em thích nấm. Nấm đông cô hả? Dạ. Mời em ăn. À, không phải chế biến nữa đúng không nào? Rồi, hai món, được chưa? Hai món. Dạ. Anh có thích mì ý không? Có, mì ý. Mì ý em thích luôn. Như vậy là có 3 món ăn mà bạn Quỳnh Nguyễn đã đem về đây hợp khẩu vị và khiến cho Jin Tuấn Kiệt cảm thấy thích. 3, bằng với bên kia cũng 3. Chà, rất khó đoán ai sẽ có quyền ưu thế chọn được món nguyên liệu chính ngày hôm nay đây. Xin mời quý vị đến với một phần thi đấu của hiệp phụ cực kỳ chuyên nghiệp và nghiêm túc, đó chính là quảnh tù tì. Ai thắng người đó sẽ có quyền chọn một trong hai món nguyên liệu chính sau đây. Nào, xin mời hai bạn bước ra đây. Em ra gì trước? Em chị ra gì trước? Rồi bắt đầu nha. 1, 2, 3. Cuộc chơi này cực kỳ nghiệt ngã. Như vậy Quỳnh Nguyễn em đã thất bại rồi. Chúc mừng em Hồng Ngọc, em có quyền chọn món nguyên liệu chính. Nhưng nguyên liệu chính là gì nào? Đó chính là những món mà Hoàng Rapper sẽ đi lấy cùng với Jin Tuấn Kiệt đây. Nào Jin, trả lời đây. Có hai món Hồng Ngọc à, tàu hũ và tôm. Với khả năng chế biến thức ăn của mình, em sẽ chọn món nguyên liệu nào? Dạ, trong những cái ngày hè nắng nóng như vậy thì em chắc em chọn đậu hũ đi cho nó thanh mát anh. Ôi vậy hả? Wow, dạ. Chai tịnh quá, cảm ơn em. Chúc mừng em, hải sản nó thuộc về em. Bà chủ dựa hải sản, bà chủ dựa có tự tin với món tôm này hay không? Em không tự tin, nó cũng thuộc về em rồi. Ráng nha. Dạ. Cố gắng nha, ăn tôm bao giờ chưa? Rồi chứ. Đó, ok, rồi. Như vậy là đã có kinh nghiệm ăn rồi. Không biết kinh nghiệm nấu như thế nào đây. Và ngay sau đây xin mời quý vị đến với phần tiếp theo được mang tên Tiếp sức thực phẩm. Và
bây giờ xin mời quý vị hãy đến với phần tiếp sức thực phẩm. Đây chỉ là một phần rất hấp dẫn bởi vì chúng ta chỉ mới có nguyên liệu chính thôi, chưa biết nguyên liệu phụ là gì thì làm sao nấu được món ăn. Nguyên liệu phụ sẽ được cung cấp sau khi chúng ta vượt qua thử thách sau đây. Đề bài nằm ở phía sau lưng của Jin Tuấn Kiệt. Mỗi bạn chơi sẽ phải cố gắng làm sao mô tả bằng lời nói hành động của mình, nhưng đặc biệt lưu ý là không được chạm vào từ khóa của đáp án. Và sau khi Jin Tuấn Kiệt đã có đầy đủ những thông tin mà các bạn đã đề cập đến trong vòng 60 giây, Jin sẽ có 30 giây để lập tức đi chạy lấy những món đó giúp cho người chơi. Sẵn sàng nhé. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái gì đây, cái gì đây? Em tả đi, em nói da. Ở dưới da, ở dưới da là gì ạ? Mặt. À, thịt mầm. Ghê thiệt, bạc. Cái món này là món nước. Món nước mà hay ăn chung với lại gà. Có nhiều món khác nữa mà, còn ngoài gà nó còn cái gì nữa? Nhà em hay ăn gà. Trời, nhưng mà còn cái khác. Ở Nghệ An món này rất là nổi tiếng luôn. À, cái món đó nó ăn với lại lươn, nguyên liệu chính luôn. Trời ơi, biết rồi, lẹ lên mất nhiều thời gian quá em ơi. Biết. Rồi, món khác là món mới nè. Bên bàn của chị Quỳnh có một thành phần mà anh rất là thích. Cái chữ đầu của nó lên màu gì, cái chữ đằng sau của nó là một cái con vật rất là dễ thương. Con nó phải âm, nó nói ra tiếng gì? Người ta thường nói là chó với gì anh? Mèo. Đúng rồi, một cái từ ở đằng trước cái từ mèo đó nữa. À, nấm hả? Nấm rồi, mèo. Đúng rồi, đúng rồi anh. Lẹ Ngọc ơi, hết giờ Ngọc ơi. Nhân chả giò anh, người ta hay bỏ cái loại này. Jin biết tôi chết liền. Cùng họ với khoai lang. Khoai lang. Rồi, Phạm Huy. Hết 60 giây, đi lấy đồ đi chứ. Lấy những món em đang đúng hả? Rồi, mình tự tin với món nào thì mình sẽ đem về món đó. Cái chén, đúng rồi. 5, 4, 3. Đem bên kia, đem lên cái mẹ kìa. Lộn đi chỉ rồi anh ơi. 2, 1, hết giờ. Chúng ta kiểm tra lại kết quả. Đầu tiên là cái món mà ở dưới da là thịt mạp bạc. Là gì em? Dạ, thịt băm. Thịt băm, chính xác. Tại sao mình không tận dụng cái đó, mình tiết kiệm thời gian, mình nói vụ nấm mèo. Thì con mèo có cái con gì kêu meo meo. Nó ra con mèo, em đâu phải quy đâu. Xin mời đáp án. Nấm mèo. Tuyệt vời. Cái món gì mà nấu chung với gà, xong rồi nấu chung với lươn. À, là sao miếng không? Hả? Miếng. Trời ơi. Dạ. Em miếng. Nói là cái món mà nấu chung với măng, với vịt á. Đúng rồi. Bún măng vịt. Em quýnh lắm, em không nói. Còn cái món gà chua đó chỉ là món mà bạn vẫn chưa cung cấp cái thông tin, nhưng mà chỉ cho Jin Tuấn Kiệt nên chúng tôi sẽ không tính món cà chua. Riêng với món khoai môn, chúng ta đã bị phạm quy vào chữ khoai và cũng không được tính. Như vậy là trong số lượng nguyên liệu phụ, các bạn đem về được 1-2 món. Chúc mừng bạn Hồng Ngọc. Nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều món khác. Trách nhiệm đó thuộc về Jin. Sao vậy anh? Em sẽ phải vượt thử thách để đem về tất cả những món đó cho các bạn ấy. Chờ đón xem, đối với phần vượt thử thách của Quỳnh Nguyễn, em có chịu trách nhiệm với cô ấy hay không? Nào, xin mời Quỳnh Nguyễn vào vị trí. 3, 2, 1, xin mời. Cái món mà nấu chung với thịt bò á. Trời ơi, khó vậy trời, nấu chung với bò nhiều lắm. Hồi nãy anh có thích cái món đó đó, em lấy về đó. Phở. Cái phở người ta làm thành gì? Sợi phở. Hay, thông minh thế nha. Lẹ đi em. Cái trái gì mà nó có rất là nhiều lycopene. Lycopene. Anh cái gì vậy? Cái trái để làm ra cái chai để xịt vô phở để ăn á. Ớt. Hai chữ. Tương ớt. Cũng là cái như vậy luôn nhưng mà nó cái màu nó đậm hơn chút. Cà chua hả? Nó giống như cái tương ớt vậy đó. Phạm Huy chữ tường. Tiếp. Cái chai để nấu á. Cái chai đó để xào. Cái chai gì mà quăng chữ xào hả? Cạn lời luôn. Cái chai đó là chị đổ là để xào thôi. Chị dâu hào. Đúng rồi. Wow. Cái món này là hồi nãy em có lấy cho anh. Anh rất là thích. Bột chiên. Bên kia. Là cái gì? Cái chén. Nấm đông cô. Cái món này anh không có thích, hồi nãy em có lấy nhưng mà anh không có thích. Ba, kia. Hai, không, nó màu luôn. Ở chuông xanh. Yeah. Hết giờ. Nào, đi lấy nguyên liệu nào. Bạn chỉ có 30 giây thôi Jin ơi, cố gắng lên. Khá nhiều dữ liệu đã được đưa ra, nhanh lên. 3, 2, 1, hết giờ. Nào, kiểm tra kết quả. Đề bài đầu tiên, sợi phở. Có. Chính xác, chúc mừng bạn. Tiếp theo nào, tương trà. Có. Có đe đe về, nhưng mà Phạm Huy ha. Rồi, tiếp tục nào. Xịt đi mà xào, gây ra dầu hào. Cái dầu hào. Trời, quên mất cái dầu hào. Em bị cận, em không thấy chữ quá vậy. Tạm biệt dầu hào, một người đàn ông cận không thấy chữ. Tiếp tục nào, đề bài tiếp theo. Cái món nãy anh thích nữa. Nấm đông cô có chưa? Có. Chúc mừng bạn. Đề bài tiếp theo. Ngày những giây cuối cùng bạn đoán là ớt chuông xanh có chưa?
Dạ có. Chính xác luôn. Chúc mừng bạn. Như vậy là trong số những món nguyên liệu phụ vừa rồi, các bạn có được 3 món hợp lệ. Toàn bộ những món còn lại vẫn chưa đem về, vẫn chưa chính xác. Như vậy lỗi vẫn thuộc về người đàn ông chúng ta là Jin Tuấn Nghiệt. Sẵn sàng để đền bù thiệt hại cho các người đẹp nha. Ok. Không biết là sẽ nặng nề ra sao đây. Hãy đến với phần tiếp theo, chinh phục khẩu vị ngôi sao. Vui ha, chuẩn bị vượt qua thử thách nha. Okay. Rõ ràng Jin Tuấn Kiệt chính là diễn viên, ca sĩ rất nổi tiếng mà không ai biết. Mà ai cũng biết. Duyên dáng. Quên nó nhập. Duyên dáng. Hãy tận dụng sở trường đó để vượt qua thử thách. Bạn sẽ vừa hát vừa hít đất. À. Từ đây, Miro đây nha. Ok. Nếu như bạn hát trọn vẹn được một bài là chúng tôi sẽ mang những nguyên liệu phụ đó về cho các người chơi. À, phía bên của Quỳnh Nguyễn, bạn đang thiếu những món nguyên liệu phụ nào? À, tương cà, dầu hào. Hai món đúng không ạ? Dạ. Còn Hồng Ngọc? Em ba món lận anh. Là món gì? Miến, cà chua và khoai môn. Đó, tổng cộng có 5 món nguyên liệu phụ, cố gắng nha. Hát bài mấy bài thiếu nhi mà ngắn ngắn là ăn gian nha. Biết tại các bạn rồi. Bài của Mr. Zero vừa rồi tên gì nào? Một bước yêu bạn dậm đâu. Rồi, hát bài đó. Đau lắm luôn. Cái này mới cảm giác đau thiệt nè. Xuống vị trí lên đây. Dạ dạ. Một thế giới hư ảo nhưng thật ấm mà. Em xuất hiện khiến những băng giá đời anh bỗng. Mất tiếng rồi, hát lại đi. Cuộc đời anh đặt tên là muộn phiền nên làm sao dám mơ mình may mắn được trọn vẹn cùng em. Ta phải xa em mà kể nước mắt em rơi vì những nguyên do cả đời không dám đối diện. Chỉ còn vài gang tấc nhưng thật xa xôi. Tình mình từ đôi đứa lạnh lạnh buông trôi. Còn mong em ơi. Sẽ cố quên được tất cả. Tìm thấy một người xứng đáng ở bên. Từ nay duyên kia bỏ lại phía sau ngày và bóng tối. Chẳng còn khác nhau, chẳng có nơi nào yên bình. Được như em bên anh, hạt mưa cũng hoa hoa dần những nỗi đau. Mệt quá. Trời anh, em nghe em thấy đau thiệt. Ôi, cái này mới đúng là anh ác lắm. Các bạn cảm thấy hài lòng không ạ? Dạ có, chắc chắn là hài lòng rồi. Chả lẽ không hài lòng là không được mang nguyên liệu phụ vậy? Em hài lòng duy nhất đó là về anh hơi ác thôi. Ủa vậy hả? Những món nguyên liệu phụ còn đang thiếu của hai người chơi đã thuộc về các bạn. Nào, Jin đem những món đó trả về cho khổ chủ. Như vậy, những món nguyên liệu phụ và chính đều đã sẵn sàng rồi. Suy nghĩ xem, với những món này mình sẽ chế biến món ăn như thế nào? Hãy chờ đợi trong phần chế biến. Và bây giờ xin mời Duyên Tân Kiệt ra khu vực bên ngoài để truyền thêm nước biển. Hết giờ nào, đã hoàn tất những công đoạn cuối cùng là trang trí. Xin mời hai bạn đem thành phẩm của mình vào bàn tiệc của chúng ta. Hấp dẫn quá, bài trí xuất sắc như kìa. Wow, thật sự rất hấp dẫn với màu sắc được trình bày rất là đẹp mắt. Quan trọng hơn hết là món nào hợp khẩu vị với Jin Tuấn Kiệt. Và bây giờ xin mời hai bạn vào vị trí của mình để có thể trình bày rõ hơn về món ăn. Xin mời. Không biết là Jin Tuấn Kiệt sẽ chọn món ăn nào để thưởng thức. Thuận bên em thì em sẽ ăn món này trước. Ừ. Ok, như vậy món này là món của bạn Hồng Ngọc. Với món ăn này thì không biết là mà Hồng Ngọc đặt tên gọi là gì? Đậu hũ ấm áp. Tên nghe ngôn tình như sao? Đậu hũ ấm áp. Bạn có lời chúc nào dành tặng cho Jin Tuấn Kiệt? Em biết là những người nghệ sĩ thì có rất là nhiều thời gian bận ở ngoài.
đó. Nên là đúng, em làm cho anh món ăn này để anh có thể nhớ tới gia đình nhiều hơn. Cảm ơn em, một hay món ăn rất là ý nghĩa. Đúng vậy, khi mà ăn cái món này thì em cảm nhận có cái hương vị gia đình ở trong đấy. Anh thấy nó hơi cay cay. Đầu chương trình thì anh Dinh Tuấn Kiệt có nói là anh thích đầy đủ hương vị, nên là em có thêm một chút ớt là nữa. Món này cũng có chua, chua chát của cà chua, cay đắng của chút ớt và ngọt bùi của hương gia vị mà bạn ướp vào. Ngon, ngon, tuyệt vời. Và bây giờ là một món được trình bày rất đẹp mắt. Tên gọi của nó là gì nào? Dạ, phở trộn. Ồ, phở trộn à. Nào trộn đi, trộn đi. Trộn, trộn lên ăn mới được. Em đã trộn sẵn rồi. Không biết là Quỳnh Nguyễn có thường xuyên chế biến ở nhà của mình không? Em có nấu nhưng mà không nhiều lắm, chắc một vài lần. Những lần đó thành công chứ? Cay dữ vậy. Những... Anh muốn là cái một cái món ăn nó phải giống như mối tình đầu thì người ta sẽ thường là cay đắng, cay đắng nhiều hơn. Anh nghĩ đây là cái mối tình cuối cùng của anh luôn á. À không, ngon. Không biết là cái vị cay này em lấy từ đâu ra? À, cay này thì có ớt, tiêu và có trong tương ớt nữa. Không, nhưng mà được cái là cái tôm với lại cái nấm của bạn làm không bị cay. Nãy giờ tụi anh chọc em thôi, bởi vì hải sản mà chúng ta biết được rằng là làm phải nấu chung với tôm á, phải có một chút cay cay như vậy á thì mới dậy mùi lên được và kích thích dịch vị rất là nhiều. Nhưng mà ngon, còn ăn tiếp được. Được. Cảm ơn em. Ngon, tuyệt vời. Thật sự là hai màu sắc khác nhau này, sự quyết định của Dinh Tuấn Kiệt như thế nào đây? Một món là món đậu hũ ấm áp, còn một món gọi là món phở trộn tùm lum ớt. Thật ra thì cả hai món đều rất là ngon. Như vậy thì món ăn nào là món ăn chiến thắng? Em nghĩ là nếu như cái phở trộn này mà giảm cay lại chút xíu thì em sẽ chọn phở trộn là chiến thắng. Nhưng mà tại vì khi ăn món này thì em cảm nhận được cái vị của gia đình nhiều hơn. Và em nghĩ là đậu hũ ấm áp sẽ là người chiến thắng. Vâng, như vậy là món ăn đậu hũ ấm áp của bạn Hồng Ngọc đã chiến thắng ngày hôm nay cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao. Người với Nhi chính là Quỳnh Nguyễn. Chúc mừng các bạn. Nào, lại chia sẻ với các bạn đi ạ. Đây, phần thưởng dành cho người chiến thắng mà bạn Hồng Ngọc với giá trị tiền thưởng là 5 triệu đồng với món đậu hũ ấm áp. Xin mời Dinh Tuấn Kiệt trao tặng cho Hồng Ngọc. Em cảm ơn ạ. Chúc mừng Hồng Ngọc. Còn với Quỳnh Nguyễn ngày hôm nay là về nhì, một món ăn cũng rất ấn tượng, không bao giờ quên được và rất khó phai trong lòng Dinh Tuấn Kiệt. Nhưng mà cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm giác như thế nào khi về nhì ạ? Em tới đây em nấu và anh có ăn là em vui rồi. Có hai anh ăn lận đó. À đúng rồi, hai anh ăn nhưng mà đây quan trọng hơn. Đây quan trọng hơn. Anh có thể bắt tay em không? Không. Trời ơi, fan hâm mộ cho mà mình ôm một cái được không? Trời ơi, quá trời luôn. Ôi, cưng chưa? Chúc cho em sẽ luôn tràn đầy sức khỏe và thành công với con đường sự nghiệp của mình nhé. Dạ, em cảm ơn anh. Còn với bạn Hồng Ngọc, với 5 triệu này em có muốn lời cảm ơn với ai không? Em cảm ơn chương trình đã cho em đến đây tham gia và có thể gặp được anh Dinh Tuấn Kiệt, một thần tượng mà em đã thích từ rất là lâu rồi. Cảm ơn em rất nhiều Hồng Ngọc. Cảm ơn Dinh Tuấn Kiệt đã đến với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và Dinh cũng xin cảm ơn Khẩu Vị Ngôi Sao đã tạo cho Dinh một cơ hội đến đây để mà chung vui cùng với hai bạn khách mời ở đây, và cũng như là mình có thể thực hiện những cái thử thách mà trước giờ mình chưa bao giờ được thực hiện, ví dụ như lăn level lết thét của anh Hoàng Rapper chẳng hạn, hay là được thưởng thức một món ăn mà siêu cay mà mình chưa bao giờ được ăn. Rất tuyệt vời với không gian bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.